lãnh đạo đảng, nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Vòng hoa được ghi dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn sau đó tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ngày mai, 7/5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của lực lượng pháo lễ, không quân, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nền trên sân và lực lượng xếp hình, xếp chữ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.